nguyện làm việc hết mình, chăm lo cuộc sống nhiệt tình vì dân. Mọi người dù ở xa gần đến đây đều nhận một phần gạo môn về nhà theo với cháu con. Công ty từ thiện vẫn còn phát lâu, người già khuyết tật lấy đầu, người đi lại có yêu cầu đem ra phát gạo rồi lại phát quà. Công ty từ thiện thật là quá cao, chúng tôi biết trả ơn sao. Chúc cho giám đốc việc nào cũng thành công.